Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Thêm gánh nặng cho người lao động. Quý vị thân mến, đề xuất của Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra trình Quốc hội về cơ chế bổ sung bảo vệ người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội đang tạo sóng dư luận. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời xác nhận thời gian đã đóng nếu như người lao động có yêu cầu để làm căn cứ hưởng các chế độ đóng đến đâu tính đến đó. Khi người sử dụng lao động đóng bù thì người lao động sẽ được xác nhận cộng thời gian này vào để tính lại. Trường hợp tính cả thời gian bị chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội mới đủ điều kiện hưởng hưu trí và các chế độ khác thì người lao động có thể chọn nộp khoản bị chậm trốn này vào quỹ hưu trí tử tuất để được xác nhận hưởng. Cần nói thẳng, đây không thể là cơ chế bảo vệ người lao động. Lâu nay, nhiều người lao động bị thiệt thòi quyền lợi do người sử dụng lao động vi phạm luật. Người sử dụng lao động chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội và trốn đóng, không đóng bảo hiểm xã hội, thì người lao động không được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Hiện quyền lợi của hơn 213.000 lao động trong doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn đang bị treo. Đến hết năm 2022, tiền nợ tại các doanh nghiệp này tới hơn 4.000 tỷ đồng và gần như không thể thu hồi. Đã bị thiệt thòi, nay lại được đề xuất phải đóng bù tiền để hưởng quyền lợi mà người lao động đương nhiên được hưởng là thêm gánh nặng cho người lao động. Khi doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động đã mất trắng khoản lương hàng tháng trích đóng ban đầu. Nếu phải đóng bù lần nữa cho phần doanh nghiệp vi phạm thì người lao động phải đóng nhiều lần với tỷ lệ lớn, ít nhất là 30% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất. Để được xác nhận thời gian đóng hưởng chế độ, tính ra họ phải đóng 2 lần lương chỉ để được hưởng chế độ 1 lần. Lẽ ra khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì nhà nước phải có biện pháp xử lý để bảo vệ quyền lợi người lao động. Đằng này không xử lý dứt khoát, hầu như không thể thu hồi 4.000 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội là minh chứng. Nay lại đề xuất bộ người lao động đã nghèo, đã yếu thế, đã thiệt thòi phải đóng thêm, đóng bù mới được hưởng quyền lợi hợp pháp, chính đáng. Đương nhiên của mình thì rõ ràng là không ổn, không hợp lý chút nào. Trên nghị trường Quốc hội, đại biểu đã thẳng thắn đặt vấn đề vì sao đến nay tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội không hề giảm mà còn tăng lên. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan bảo hiểm xã hội đến đâu? Đề xuất theo hướng trên là không thỏa đáng, không công bằng với người lao động. Đừng vì cái khó của hiện trạng không phải do người lao động đem lại, trong khi người lao động chịu thiệt thòi mà đẩy thêm khó khăn về phía người lao động. Đồng ý đề xuất này sẽ tạo điều lệ xấu để một bộ phận doanh nghiệp cố tình chậm nợ bảo hiểm xã hội vì đã có nhà nước lo hoặc người lao động tự chịu. Phải cầm đằng chui trong việc hưởng quyền lợi, niềm tin của người lao động về an sinh xã hội sẽ sụt giảm. Do đó, cần cân nhắc kỹ, xem xét các tác động sẽ diễn ra. Nếu như áp dụng, không loại trừ khả năng không có tiền đóng bù, thiệt thòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, đông đảo người lao động sẽ rời hệ thống an sinh, trở thành lao động tự do, gia nhập khu vực kinh tế phi chính thức. Sau này, thu hút họ về với hệ thống an sinh xã hội, với chính sách bảo hiểm xã hội là không dễ dàng. Đề xuất một số tình huống khám chữa bệnh được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan để hoàn thiện việc xây dựng dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm y tế để trình chính phủ, trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua. Khi nào người khám chữa bệnh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 100%? Tại dự thảo luật, Bộ Y tế đã đề xuất một số tình huống khám chữa bệnh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 100%. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật. Một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao được đến khám chữa bệnh tại cơ sở có chuyên khoa thuộc cấp khám chữa bệnh cơ bản, chuyên sâu theo quy định của Bộ Y tế được thanh toán 100% theo mức hưởng. Về nội dung này, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế Trần Thị Trang giải thích, ví dụ với một số bệnh hiếm, bệnh cần phải sử dụng kỹ thuật cao, hoặc là với các bệnh mà tại bệnh viện cấp cơ bản như là huyện, tỉnh chưa điều trị được, chưa được phê duyệt danh mục kỹ thuật, thì người dân có thể đến thẳng cơ sở cấp chuyên sâu, bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành để được chẩn đoán và điều trị. Như vậy vẫn được coi là đúng cấp chuyên môn kỹ thuật, được hưởng chi phí 100% quyền lợi bảo hiểm y tế. Cũng theo Vụ trưởng Trần Thị Trang, ngoài đề xuất trên, dự thảo cũng đề xuất với một số bệnh sau khi chẩn đoán ban đầu ở tuyến trên, chuyên sâu, kỹ thuật cao, có thể trở về chăm sóc tại y tế xã hay là bệnh viện huyện, thì người bệnh được tiếp nhận quản lý bệnh tại tuyến dưới và nhận thuốc giống như thuốc ở tuyến trên, ví dụ như thuốc tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, như khi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh hay bệnh viện thuộc Bộ Y tế.
Một số đề xuất khác là người bệnh được tự đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế thuộc chuyên môn kỹ thuật cao hơn tại địa phương hoặc địa phương giáp danh trong trường hợp cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, cơ sở y tế cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn liền kề với cơ sở mà người bệnh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, không có đủ năng lực, phạm vi hoạt động, chuyên môn đối với một số dịch vụ kỹ thuật, một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế sẽ được thanh toán 100% theo mức hưởng. Mở rộng phạm vi, quyền lợi chi trả bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi quyền lợi chi trả bảo hiểm y tế đối với việc khám chữa bệnh để đánh giá nguy cơ và điều trị ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của một số bệnh có tỷ lệ mắc cao, đạt hiệu quả khi can thiệp sớm, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật ở giai đoạn muộn để đồng bộ với khái niệm khám chữa bệnh mới được điều chỉnh trong Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023. Theo đó, các bệnh được đề xuất chi trả cho đánh giá nguy cơ, điều trị ngăn ngừa bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú. Vụ trưởng Trần Thị Trang cho rằng đây là nhóm bệnh ung thư phổ biến, gây gánh nặng bệnh lý tật rất lớn và có nhiều bằng chứng về chi phí hiệu quả của các biện pháp sàng lọc. Bên cạnh đó, thực tiễn nhiều quốc gia đã thực hiện chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh này. Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cũng quy định đối với các chế phẩm máu, khí y tế như là O2, N2O và các chế phẩm khác để điều trị bệnh, chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt, sữa mẹ hiến tặng thanh trùng thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế để đảm bảo tính bao quát đồng bộ với Luật Khám chữa bệnh năm 2023. Dự thảo luật cũng đề xuất mở rộng độ tuổi điều trị lác, sụp mí và tật khúc xạ của mắt đối với người dưới 18 tuổi để phù hợp về chỉ định chuyên môn và điều trị hiệu quả. Bên cạnh đó, một trong những chính sách lớn đề xuất tại dự thảo luật bảo hiểm y tế là điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa là 4% cho hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm y tế, phần còn lại 1% bổ sung vào quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với việc này, giúp tổng kinh phí được bổ sung vào quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng sẽ được phân bổ điều tiết ngay từ đầu năm cho các cơ sở khám chữa bệnh. Chính sách này góp phần tăng nguồn chi phí cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong bối cảnh mức đóng bảo hiểm y tế còn thấp, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, đồng thời tăng phân bổ cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ góp phần tăng quyền lợi và tăng khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế, từ đó làm giảm tỷ lệ mắc, điều trị các bệnh tật. Cùng đó, chính sách này cũng tác động đến giảm nghèo thông qua hạn chế chi từ tiền túi của những người dân do tăng tiếp cận với dịch vụ y tế. Giữ giá trị sống còn. Thưa quý vị, những cơn mưa đầu mùa vừa qua là phép thử khá khắc nghiệt với hệ thống thoát nước của thành phố. Bên cạnh hệ thống cống, cần phải kiểm tra, đánh giá lại khả năng thoát nước của hệ thống sông, kênh rạch một cách toàn diện. Nói không ngoa, hệ thống sông, kênh rạch có giá trị sống còn với cả quá trình hình thành và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Qua thời gian, với sự phát triển nhanh chóng của cư dân, các cơ quan chức năng đã có lúc đánh giá thấp tầm quan trọng của hệ thống này. Những năm gần đây, trước áp lực của hạ tầng thoát nước ngày càng kém, chúng ta mới đầu tư khai thông, mở rộng các dòng kênh vốn đã bị lấn chiếm và nghẽn dòng. Tuy vậy, không ít các tuyến kênh đã biến mất trên thực tế. Qua loạt bài điều tra của phóng viên, chúng ta đã hình dung khá rõ thực trạng sông, kênh rạch bị lấn chiếm hiện nay. Không thể đổ lỗi do hoàn cảnh hoặc là ưu tiên đầu tư quản lý, việc sông, kênh rạch bị lấn chiếm, san lấp chính là hậu quả quá trình quản lý kém cỏi của cơ quan quản lý từng vùng, thậm chí là có sự thỏa hiệp. Không khó để truy ra những tuyến kênh nào bị lấn chiếm, tất cả những bản đồ địa chất thủy vực của thành phố Hồ Chí Minh đều được lưu giữ từ thời Pháp đến nay, thậm chí là còn có cả những bộ không ảnh địa hình. So sánh với ảnh thực địa sẽ rõ ràng tuyến kênh nào bị san bằng, công trình nào bị lấn chiếm và bị xâm lấn trong thời kỳ cán bộ nào quản lý. Khi hình thành khu Nam Sài Gòn, giá trị đất đai tăng đột biến nên sau đó nhiều doanh nghiệp đã lấp hàng chục tuyến kênh thoát nước để xây dựng. Hiện tại khu vực Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức, nhiều tuyến kênh đang bị bóp nhỏ lại theo các dự án đất đai. Rất nhiều tuyến kênh ở khu vực khác bị lấn chiếm để kinh doanh. Hậu quả của nạn này là không thể đo lường hết bởi nó sẽ bóp nghẹt hệ thống thoát nước tự nhiên và gây nghẽn bất cứ hệ thống cống nào của thành phố. Sự phát triển đô thị ngày càng nhanh và chúng ta ngày càng thấy giá trị của hệ thống sông, kênh rạch do thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Tất cả hạ tầng thoát nước của thành phố đều phụ thuộc vào hệ thống sông, kênh rạch. Chỉ một tuyến kênh bị nghẽn sẽ gây hậu quả tức thì cho cả một khu vực dân cư, nhất là các quận nội thành. Mà điều này đã và đang xảy ra nên thành phố rất vất vả xây dựng lại các hệ thống thoát nước hiện hữu. Trong thời gian tới, khi phát triển các khu dân cư ngoại vi, các thành phố vệ tinh thì tình trạng ngập nước có thể sẽ lặp lại nếu ngay từ bây giờ chúng ta không giữ được sự nguyên vẹn của hệ thống sông, kênh rạch tự nhiên. Bài học này, kinh nghiệm này cần phải được nghiêm túc đúc kết để đưa vào các quy hoạch vùng cụ thể. Trong tương lai gần, hệ thống sông, kênh rạch phải đảm nhận thêm vai trò giao thông đô thị của thành phố bởi hệ thống đường xá hiện hữu đã quá tải.
Ưu điểm của hệ thống này là kết nối trải dài từ huyện xa nhất là Củ Chi tới biển Cần Giờ, nối với Vũng Tàu. Các tuyến kênh kết nối từ huyện Bình Chánh, Bình Tân qua quận 8, quận 4, quận 1, Bình Thạnh, thông suốt nên càng thuận lợi. Các tuyến kênh này cũng nhanh chóng phục vụ cho ngành du lịch mà hiện nay đang được thử nghiệm. Tầm quan trọng của các tuyến sông, kênh rạch quá lớn nên không thể chùn tay trước các hành vi lấn chiếm, san lấp sông, kênh rạch hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.